Thẻ quyền năng như ý. Thẻ sưu tập cool. Cái này phải giấu rồi, không để cho anh Hải biết. Anh Hải biết là anh Hải sẽ giành. Mà sẽ giành là không còn nữa. Ủa? Gì vậy? Sao đứng đây? Đưa đây. Ủa lô gì vậy? Đưa đây hay giữ giùm cho. Có gì đâu. Cái đó đó, cái đang cầm đó. Cái gì chứ, đang đàn nè, đang đàn nè. Đưa đây. Chạy á. Lý do hai anh em mình ngồi để mở cuộc họp ngay chỗ này và tại ngày hôm nay thì vì cái đống này. Bây giờ chúng ta không nên giành giật với nhau, anh em chung một nhà nên là cái này sẽ thuộc chị Ngọc nha. Nope. Không được. Thôi, bây giờ mình thấy gì không công bằng mọi người ơi. Hay là mình sẽ làm một thử thách đi. Tại sao mọi người cái này 1 2 nè. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ủa? 11. À không thôi, bị dụ hoài ghét quen rồi. 11 thẻ có nghĩa là tương đương với 11 lốc sữa mà 11 lốc sữa uống rất là lâu. Nên là mình được cái thẻ này mình rất là lợi. Mình thấy là mình 6 cái, bọn Ngọc 5 cái là hợp lý. Thôi. Không mà. Thôi anh hai mình 3 cái nè, cho 3 cái rồi. 3 cái xong đủ. À 4 cái. Ủa? À, bây giờ đi, bây giờ nè, mình sẽ chơi thử thách đi. Mình sẽ có 5 thử thách đi. Thì ai mà chiến thắng được nhiều điểm hơn trong tất cả thử thách thì người đó sẽ giành chiến thắng. Hay nghĩ giờ không cần chơi đâu. Hay gì vậy? Hay dữ rồi. Ủa, trả đây, trả đây, trả đây. Nó chứ mà chơi mọi người. Trò chơi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách viết ra giấy trước. Viết ra giấy hả? Viết ra giấy là cái nội dung mà trò chơi mà hai bên muốn chơi là cái gì. Vậy giờ 5 trò phải không? Bảo Ngọc thì 3 trò. Anh Hai 2 trò. Ok. Ok. Vậy là Ngọc sẽ 6 thẻ, anh Hai sẽ 5 thẻ. Mà công bằng nha, trò chơi phải công bằng mới được nha. Ok, công bằng. Bắt đầu thôi. Okay. Hai anh em mình giờ đã ghi xong rồi đó mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ trộn nó lên nha. Trộn cho đều nha. Cơm trộn Hàn Quốc nha. Bây giờ ai trước ta? Ngọc trước. Ok. Đây là thử thách rút gỡ. Bắt đầu thử thách rút gỗ thôi. Hai không biết là mình lần lượt hay là cứ u xìm, ai thua thì người đó sẽ rút. Ai thắng người đó rút trước. Tại ưu tiên cho người rút trước nó sẽ chọn cái nhẹ hơn. À hiểu rồi. Ok, từ xì. Cái số xui á. Xui á. Rồi tên hai. Rồi mình chọn này cho nó khó mọi người. Giản đơn tối thiểu. Giờ tới Ngọc nha, Ngọc sẽ rút một cái cho nó giãn đơn. Thách Ngọc rút được số 2, số 21. Thôi. Rồi. Đúng là hai anh em giống nhau, không thích những điều giãn đơn. Đúng rồi. Này mà không biết số 6 hay số 9 nè. Rớt đi. Rớt đi. Sao mà rớt được. Trời. Tại vì cái trình của hai nó còn hơi nghiệp dư á. Nên là để nhìn nè. Đó chưa? Quan trọng vẫn là đẳng cấp. Quan trọng vẫn là hình thái. Hai đút nó rồi, hai chân mình hay luôn rồi. Có một nhỏ em thật là dễ thương. Nope. Biết sao tại mình anh mình rút trụ bên kia cái mình rút trụ bên này thành ra nó bị yếu á. Anh mình nói cái này khó mà sao mình thấy nó easy mà. Nó đâu có khó gì đâu. Đã hết đường rút rồi. Xăm hết. Rung là đổ nha. Con Ngọc tính chơi ăn gian mình đó mọi người ơi. Quan trọng vẫn là đẳng cấp. Quan trọng vẫn là cái trình. Cái này mình phải nín thở không mọi người. Nín đi, nín đi, nín, 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 nín. Nín thở, nín thở. Rút có cây này thì căng thẳng hơn thi cử nữa. Sẽ chọn cây nào cho nó
quá. Hai chơi hai thổi không được. Cố đề lại lên. Cứ chơi đi vì cuộc cuộc đời cho phép. Nói không được dịnh. À không được dịnh. Đừng, Ngọc đừng rung, đừng rung. Để hai. Không được dịnh. Hai cút được. Gì? Chờ rút cái khác đã rút đi. Máy nó bị xoay. Ai biết hay làm sao nhưng mà hãy chỉ được dùng một tay thôi. Mà khóc với sầu. Thua đi. Ủa? Bỏ lên mà rớt hay là sâu cà na nha. Rồi tới Ngọc nha. Sao mày? Ủa? Mới ghế vậy? Ba lần trước là kem mới khăn à, vừa thua rồi. Nếu nó đổ bên hướng này rồi Ngọc phải rút bên đây chứ. Nó đã yếu rồi. Quyết. Bây giờ sẽ tới trò chơi của mình nha mọi người. Thì trò chơi tên là thi lấy gạo. Ví dụ ở đây người ta có dĩa đúng không? Ụp cái mặt xuống nó dính trên chén xong để ra tô, đó chính là trò chơi thi lấy gạo nha. Ai lấy nhiều hơn người đó sẽ mang vinh quang về cho đội của chúng ta. Sẽ thắng con Ngọc á, tại cái chén mình to hơn nè. Chén mình to hơn nè. Chén to nhưng mà chưa chắc đã dính đâu ha. Mình có cái mẹo của mình mọi người ơi. Ok, go. Let's go. Bây giờ anh Hai Ngọc sẽ chơi trước nha. Chúng ta sẽ được quyền ụp nguyên cái mặt luôn. Thì mình chơi trước nha mọi người. Giờ mình lột kiến ra nha. Mình mục tiêu mình là phải 100 hộp. 1, 2, 3. Trời, hai ngậm trong miệng luôn đó. Khó ngậm, nó dính vô cái môi á. Không được luôn. Mình đã bỏ sót một hộp rồi mọi người ơi. Nè, hai bỏ một đống ngoài đây. Chả đâu bỏ sót hộp nào đâu. Rồi, bây giờ sẽ tới lượt Ngọc nha. 1, 2, 3. Mình thay quạt cho nha. 4, 5, 6, 7, 8, 8. Và sau khi một hồi đếm thì hộp gạo của Ngọc là 300 hộp và anh Hai là 250 hộp. Vậy là mình thua à? Không mọi người. Đúng rồi. Tỷ số 1 đều, không nghiêng về hết. Và sau đây sẽ là thử thách thứ 3 và câu hỏi của Ngọc là: xã nào đông nhất? Xã gì hai? Đông gì? Hai đọc lại chứ. Xã nào đông nhất? Xã Gia. À, Bảo Ngọc đọc thiếu. Xã nào đông dân nhất? Xã hội. Đúng rồi. Và bây giờ tỷ số là 2-1 nghiêng về. Và trò chơi tiếp theo thì mình sẽ đấu Bảo Ngọc luôn. Mình cũng nãy có ghi một câu hỏi nữa. Hình như câu hỏi của mình hơi hóc búa nha. Là có bao nhiêu chiếc bánh cookie trong hộp sữa của anh cookie? Oh no! Có một chiếc à? Mình sẽ uống hết hộp sữa này. Trong thời gian mình uống, Ngọc có quyền đếm. Mình uống xong, Ngọc không được đếm nữa. Ok. Được nha. Ba cái. Xong rồi, ba cái. Ba cái hả? Sai. Ba cái. Ba cái đâu, bọn Ngọc chỉ ba cái trước nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. À, mọi người thấy con nhân vật này không? Đây, có những cái bông hoa.
có những cái bông hoa, nhưng mà cái nhụy của bông hoa này đó, mọi người đếm ha, có bao nhiêu bông hoa? Ủa, nhụy bánh cookie hả? Nhưng mà đâu không có tính. Tính cái nào mà nó rõ nhất, tính. Rõ chi tiết nhất. 1, 2, 3, có 3 bông hoa. Còn bên đây cái bánh này là 4. Bên đây cũng vậy, là 8 9. Còn cái nữa, cái này mà hơi khó kiếm mọi người. Nếu mà Ngọc nói 9 cái mà Ngọc cũng sai nữa. Nó nằm chỗ này. 10. Ok, vậy là con Ngọc thua nha. Tại sao lại như thế? Tại sao có thể là như thế? À, còn thêm một cái 11 nữa nè. Mở cửa ra. Lần qua bên này thấy cái bánh không? Nó chung cái này nè, một chung nè phải không? Nó khác ha, cái này nó đè bông lên, cái này nó phun bông. Cái này rồi. Có nửa cái hà, vậy là mà... 10 cái rưỡi. Vậy là 10 cái rưỡi. Nửa cái hả mọi người? Vậy là 10 cái rưỡi. Chúng ta sai, chúng ta thua. Thôi, chúng ta phải phục thù qua trò chơi khác thôi. Ok. Bây giờ cái trò này là sẽ đẩy coi ai mà khoảng cách mà gần với cái này nhất thì người đó sẽ thắng, mà hút cái vạch này nha là thua nha mọi người. 1, 2, 3. Ủa, lại xé nháp cho hai thử xé nháp cá. Ủa, nhẹ heo kìa. 1, 2, 3. Dạ. Không, có được không? Cái này có được mấy lần không? Không, không một được. Lần sao mà canh nữa? Hồi nãy cho anh hai xé nháp mà, hai chị xé nháp. Vậy mình thua hả? Ừ, thua rồi. Ok, vậy mình thua nha. Này là hai người quê, tỷ số 2 đều. 2-2. Ủa, mình quê rồi sao bác Ngọc? Chơi hiệp phụ thôi. Ok, đá hiệp phụ sẽ là 15 phút mọi người ơi. Và bây giờ mình sẽ có thẻ gọi là thẻ gậy. Mọi người sẽ có một thẻ gậy. Đây là thẻ bài ha. Thì mình sẽ là nhân vật này, Bảo Ngọc sẽ là nhân vật này. Nó sẽ có, đây là mặt dưới. Mặt dưới sẽ có hình, có logo của Cool nha. Còn mặt trên sẽ là mặt hình. Hai bên sẽ dùng mọi cách để cho mặt trên của mình đè lên mặt dưới của đối phương. Như vậy nè nha. Đây, chuột thẻ bài. Mình sẽ dít, mình hất vậy nè. Chị chưa được nha, phải cho nó gì vậy. Đó, giờ mình thắng. Một lần gì trời. Mình sẽ giúp trước. Rồi ăn rồi đó. Đâu đó. Cái này lá của anh hai nè. Lá anh hai phải đè lá này. Hồi nhỏ mình chơi trò này hơi bị siêu. À không, giờ thì không. Giờ vô. Rồi sao mà giúp qua? Con của hai không được. Sao mà sao giúp? Rồi đó, hết lượt ra. Đó là hết lượt rồi đó nha. Để tụi mình nè. Nhưng mình nhớ hồi đó có cái mẹo mọi người ơi. Mẹ lên luôn á. Không, phải ngược lại. Là cái chưa. Này nó phải nằm dưới, đúng còn rồi, cái này nó rồi. Phải nằm trên. Sao không không? Ủa là cái thẻ nào của mình ta? Thua mọi người. Tặng. Mà mình thua thì người thắng được 6 thẻ nha, người thua được 5 thẻ. Ủa kì vậy? What? Vậy đi, chơi công bằng. Ủa, thắng ăn cả mà. Yeah, thế là Ngọc đã sở hữu được rất là nhiều thẻ cool, lát thì xuống như đã quà. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video này. Đừng quên cho Bảo Ngọc một like, share và subscribe cho kênh Lê Huỳnh Bảo Ngọc nha. Còn bây giờ thì bye bye. Nung bakachi.